Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin gia tộc Kim Nhật Thành sẽ còn giữ được ngai vàng hay không. Mặc cho những lời đồn đoán về sức khỏe của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un là thiếu căn cứ, nhưng câu hỏi về người kế vị vai trò lãnh đạo của Bắc Triều Tiên vẫn luôn được đặt ra bởi ý nghĩa quan trọng cả về ngắn hạn và dài hạn với an ninh khu vực. Triều Tiên đã trải qua 3 thế hệ lãnh đạo cha truyền con nối từ Kim Nhật Thành đến Kim Jong-un và nay là Kim Jong-un. Vậy thế hệ thứ tư liệu có thể là con của vị lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-un hay không? Câu hỏi được đặt ra như vậy. Đây là hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là có 3 con với đệ nhất phu nhân Ri Jong-un. Kim Jong-un 36 tuổi được cho là có con nhưng vẫn đều là còn quá bé. Thời báo tự do của Đài Loan cho biết vào năm 2009, ông Kim Jong-un kết hôn với bà Ri, đến nay đã sinh được 3 người con vào các năm 2010, 2013 và 2017. Theo tin tức từ bên ngoài Triều Tiên, hiện mới chỉ biết có người con thứ hai của ông Kim Jong-un là con gái, còn con đầu của con thứ ba đến nay vẫn là ẩn số. Theo tờ Daily Mail của Anh đưa tin, cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman đã vô tình tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn của giới truyền thông rằng bà Ri Jong-un đã sinh một cậu bé gái và đặt tên là Yui, và lúc này dư luận cũng mới biết người con thứ hai của ông Kim Jong-un là con gái. Tuy nhiên, tình báo Hàn Quốc tiết lộ con đầu của ông Kim Jong-un là con trai, năm nay 10 tuổi, cũng chính là người kế vị tiếp theo của vương triều nhà họ Kim nếu mọi chuyện suôn sẻ. Theo cơ quan tình báo của Hàn Quốc tiết lộ, người con trai thứ ba của ông Kim Jong-un sinh tháng 2 năm 2017, nhưng cũng giống với hai người trước, chính quyền Triều Tiên không tiết lộ bất cứ thông tin nào về việc này. Do đó, các thành viên trong gia đình ông Kim đến nay vẫn còn là điều bí ẩn với công chúng. Tuy nhiên, Kim Il-sung, người em gái của đương kim lãnh đạo, là ứng viên được nhiều người nhắc đến nhất. Đây là hình ảnh Kim Il-sung, ứng viên sáng giá để thừa kế sự nghiệp lãnh đạo đất nước từ ông nội, bố và anh trai. Trong ảnh, bà cầm bó hoa trong buổi lễ tiếp đón tại Phủ Chủ tịch Hà Nội vào ngày 1 tháng 3 năm 2019. Một tờ báo công giáo của Pháp đã nhắc lại một thông tin của tờ báo Nhật Shimbun vào ngày 22 tháng 4. Theo đó, Kim Il-sung dường như đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động chính thức đề cử là người thừa kế từ tháng 12 năm 2019. Thế nhưng tờ báo không cho biết thêm chi tiết. Ở Bắc Triều Tiên, tính huyết thống luôn là yếu tố quan trọng hơn cả. Theo Aiden Carter thuộc hãng thông tin NK News chuyên về Bắc Triều Tiên phân tích như sau. Trong tình hình khẩn cấp và khi mà Kim Jong-un muốn chế độ tiếp tục tồn tại, Kim Il-sung là bảo đảm tốt nhất. Nhân vật trước đây ở trong bóng tối đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng nhân đám tang của người cha Kim Jong vào tháng 12 năm 2011 và đã nổi bật trước truyền thông thế giới nhân cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên đầu tiên vào năm 2018 ở Singapore. Người em gái Kim Il-sung của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên từng học ở Thụy Sĩ, nói được nhiều thứ tiếng, đã kết hôn với con trai của Roy Khe, cánh tay mặt của lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên từ năm ngoái. Kim Jong-un đã dựa vào em gái từ khi lên nắm quyền và cũng đã chuẩn bị cho bà nắm những chức vụ cao nhất trong guồng máy lãnh đạo. Các chuyên gia ghi nhận nhiều dấu hiệu cho thấy là người phụ nữ mới 32 tuổi trong triều đại nhà Kim đã được dọn đường để trở thành một nhà lãnh đạo tương lai của đất nước này. Kim Il-sung và Kim Jong-un được cho là đã có quan hệ gắn bó với nhau từ thời còn du học tại Thụy Sĩ từ năm 1996 cho đến năm 2000. Kể từ khi anh trai bà trở thành lãnh đạo tối cao vào năm 2011, Kim Il-sung từ một cán bộ cơ sở trong Đảng Lao động Triều Tiên vào năm 2007 đã được thăng chức đều đặn để trở thành nhân vật không thể thiếu. Từ việc đại diện cho Bắc Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông ở năm 2018 cho đến những lần xuất hiện bên cạnh người anh trai trong cuộc hội nghị thượng đỉnh. Chẳng hạn như các cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore và kể cả ở Việt Nam. Ở trong nước, vai trò của Kim Il-sung cũng ngày càng trở nên quan trọng. Chỉ mới tháng 3 vừa qua, Kim Il-sung là người đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên đáp trả phản ứng của Hàn Quốc về việc Bình Nhưỡng bắn hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Nhật báo Hàn Quốc Đông A vào ngày 19-17 tháng 4 cũng ghi nhận khả năng của Kim Il-sung lên kế nhiệm Kim Jong-un. Trong lúc này, hãng tin Anh Reuters vào ngày 26 tháng 4 cũng đã trích lời một nhà nghiên cứu tại Seoul rằng ngay cả khi đế chế họ Kim tôn trọng chế độ cha truyền con nối, thì trong trường hợp
Kim Jong-un chết sớm và một trong hai người con lên kế vị, thì Kim Il-sung vẫn sẽ có một khoảng thời gian dài làm nhiếp chính. Bên cạnh đó, một số nhà quan sát nhận định rằng hai yếu tố tuổi tác và giới tính có thể là điều bất lợi cho khả năng lên nắm quyền của Kim Il-sung. Đây là hình ảnh bà Kim Il-sung với anh trai trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc tại khu phi quân sự vào năm 2018. Trang tin Taiwan News vào ngày 23 tháng 4 cho biết là nhiều chuyên gia đã loại trừ khả năng một phụ nữ lên lãnh đạo một đất nước cộng sản do nam giới thống trị và có nhiều truyền thống nho giáo mạnh mẽ như ở Bắc Hàn. Và Bắc Hàn là một xã hội trọng nam nên có ý kiến cho rằng bà Kim Il-sung cuối cùng lắm chỉ có thể làm lãnh đạo tạm quyền chứ không thể lên nắm chức vụ cao nhất đất nước một khi Kim Jong-un không đủ sức khỏe hoặc qua đời. Trên giấy tờ không có gì ngăn cản một phụ nữ lên nắm quyền ở Triều Tiên, mặc dù quốc hội của họ đa phần là đàn ông lớn tuổi, cho thấy đây là một trong những quốc gia ít phụ nữ làm chính trị nhất trên thế giới. Hiến pháp đã nói rằng phụ nữ có địa vị xã hội và các quyền bình đẳng với nam giới. Và có vẻ như ở Nam Hàn cũng có cái nhìn tương tự như vậy. Và trở ngại tiềm tàng lớn nhất của việc bà là một phụ nữ trong một xã hội bị đàn ông kiểm soát chặt chẽ, trong khi nhiều người theo dõi Triều Tiên nói rằng huyết thống quan trọng hơn giới tính, nhưng người khác lại nghi ngờ điều đó. Yoo Ho, một chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Hàn Quốc và trước đây là cố vấn cho Bộ Thống nhất và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định như sau. Vai trò của Yoo Jong có thể sẽ chỉ là tối đa là một đại thần nhiếp chính cho chế độ gia trưởng phong kiến của Triều Tiên. Không chỉ tầng lớp lãnh đạo do đàn ông thống trị mà cả những người bình dân cũng có thể chống lại một nhà lãnh đạo nữ. Còn Chuk Ho-shin viết trong một bài viết có tựa đề liệu Kim Il-sung có thể trở thành một người kế nhiệm của Kim Jong-un hay không? Trên báo Dong-ha ở Seoul vào ngày 17 tháng 4 năm 2020 cho rằng việc Kim Il-sung có được công nhận lãnh tụ hay không còn phụ thuộc vào cái nhìn của tầng lớp cầm quyền và công chúng Bắc Hàn. Một xã hội vẫn rất trọng các giá trị khổng giáo, theo cây bút từ Nam Hàn chia sẻ. Hơn nữa, bà sinh năm 1987, tức là mới ngoài 30 tuổi, với kinh nghiệm chính trường thì còn quá non nớt so với những nhân vật quan trọng trong chính trường Bắc Triều Tiên hiện nay. Yong Ho, cựu phó đại sứ của Triều Tiên tại London, người đã đào thoát sang Hàn Quốc đã nói tiếp như sau. Những người đang phục vụ cho Kim Jong-un đều thuộc thế hệ đầu tiên của độ tuổi từ 60 đến 80, do đó họ có ít nhất một khoảng cách 30 tuổi so với Kim Jong. Trong mắt họ, Kim Jong chỉ hàng con cháu mà thôi. Do vậy xuất hiện một người kế nhiệm tiềm năng là Kim Pong, người con trai duy nhất còn sống của người sáng lập Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, tức là Kim Nhật Thành, tức là người chú của đương kim lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là hình ảnh Kim Pong, chú của Kim Jong-un. Kim Pong, anh trai cùng cha khác mẹ với cố lãnh tụ. Mẹ của ông là mẹ kế của Kim Jong. Bà này được cho là rất mong cậu con trai kế vị sau khi nhà sáng lập Kim Nhật Thành qua đời. Do bà thất bại nên đã bị Kim Jong cô lập. Kim Pong làm đại sứ ở nhiều nước châu Âu từ năm 1979 và chỉ mới quay về Bắc Hàn từ năm 2019, tức là sau 4 thập niên làm cán bộ ngoại giao ở nước ngoài. Vấn đề của Kim Pong là rất ít khả năng ông ta có một mạng lưới quyền lực ở Bình Nhưỡng do đã sống ở nước ngoài quá lâu. Bok Chu, cựu cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc về các vấn đề an ninh quốc gia, hiện là giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông ở Seoul, đã không tin tưởng vào khả năng nắm quyền của cô em gái đương kim lãnh đạo Kim Jong-un và nói rằng hầu như không thể tưởng tượng được việc có một nữ lãnh đạo ở Triều Tiên. Và ông đặt câu hỏi liệu bà ta có thể kiểm soát được các vị tướng già nếu không có ảnh hưởng từ anh trai mình hay không? Và suy đoán nhiều khả năng là người chú Kim Pong hoặc chủ tịch, đoàn chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Hek sẽ tiếp tục quản lý vai trò lãnh đạo. Cho Rong Hek có một sự nghiệp chính trị thầm lặng tại Triều Tiên. Đây là hình ảnh Cho Rong Hek, nhân vật số 2 của Bắc Triều Tiên, bố chồng của Kim Jong Il-sung. Ông lúc lên lúc xuống trong thời gian Kim Jong-un nhưng đã sống qua sóng gió. Hiện ông ngồi trong Bộ Chính trị và là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhà nước. Năm ngoái, ông ta trở thành Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên, tức là Chủ tịch Quốc hội. Và có thể xem ông ta là nhân vật số 2 của Bắc Hàn hôm nay. Và Cho Rong Hek cũng chính là bố chồng của Kim Il-sung, em gái của Chủ tịch Kim Jong-un. Một số nhân vật khác cũng được nhắc đến khi có vai trò quan trọng trong việc quyết định thế hệ lãnh đạo thứ tư tại Bắc Triều Tiên. Đây là hình ảnh tướng tình báo Kim Il-sung
chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đầu tiên là Kim Jong-chu. Viên tướng này đã từng gặp Ngoại trưởng Mỹ nhiều lần. Ông đã đi cùng lãnh tụ tới Hà Nội để hội nghị Trump-Kim vào năm ngoái trong tư cách là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Sau đó có vẻ ông ta bị sa cơ vì hội nghị Trump-Kim thất bại. Nhưng ông trùm tình báo này chắc khó bị ngồi chơi xơi nước lâu. Người tiếp theo là Kim Rong, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chức vụ này được cho là có quyền uy hạng trung, nhưng ông này đã thăng tiến trong mấy năm qua, trong khi nhiều người đã sa cơ. Bộ trưởng Bộ An ninh Kyong Thách là người phụ trách việc trừng phạt các tội chính trị và bảo vệ các lãnh đạo. Đây là những trách nhiệm quan trọng để duy trì sự ổn định. Và một số tướng lĩnh quân đội chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nếu xảy ra giai đoạn chuyển tiếp. Hai tướng quân đội hàng đầu là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Kim Chu-ki và Kim Vong-hong. Nhưng năm 2017, tin tức của Kim Vong-hong đã bị cách chức Bộ trưởng Bộ Bảo vệ An ninh Quốc gia. Từ đó đến nay, không rõ số phận ông ta ra sao. Và trong nhóm quyền lực tại Bình Nhưỡng, liệu ai sẽ là người có đối thủ, ai là người đồng minh, câu hỏi luôn được đặt ra. Sẽ có phó nhóm ủng hộ và chống đối với ứng cử viên số 1, em gái nhà lãnh đạo đương kim Kim Jong hay không? Nhưng có thể nói hiện tại vẫn chưa có hé lộ nhân vật nào chắc chắn có vai trò kế tục Kim Jong-un nếu ông này không thể lãnh đạo tiếp tục. Và giới quan sát cũng đặt giả định là có thể có một kiểu lãnh đạo tập thể nhen nhóm giống như ở Việt Nam chẳng hạn, với cung cách dựa vào tính chính danh từ tư tưởng của nhà sáng lập để củng cố địa vị của chính họ. Và một số nhà phân tích lại tính đến khả năng đất nước này sẽ được điều hành bởi một chính quyền quân sự hơn là bởi Kim Il-sung, khi bà khó có thể kiểm soát các tướng lĩnh, những người chỉ huy chương trình vũ khí hạt nhân, điều mà nhiều người ở Bình Nhưỡng cho là thanh bảo kiếm để bảo vệ họ chống lại sự thay đổi chế độ thông qua một cuộc tấn công chớp nhoáng từ Mỹ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 30 tháng 4 năm 2020 với bản tin Gia tộc Kim Nhật Thành sẽ còn được giữ ngai vàng hay không? Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de